Tôi rất là vinh dự và vui khi mà tham dự cái hội thảo này, là bởi vì đối với tất cả phụ nữ thì cái vóc dáng là một trong yếu tố rất là quan trọng, không phải chỉ là vẻ đẹp của bản thân mà còn là sức khỏe và giữ hạnh phúc của gia đình. Vì vậy My cũng có một cái khoảng thời gian mà cũng rất là căng thẳng sau khi sanh con, cũng tăng 20kg và phải dành một thời gian rất là lâu, từ 1 đến 2 năm với tất cả những cái sự tập thể dục, thể thao, vận động và tìm đủ mọi cách như là ăn kiêng, rồi rất là nhiều các cái phương pháp khác nhau nhưng mà vẫn rất là khó để giảm cân. Và nhờ có Martin Lipo thì Giáng My đã lấy lại được vóc dáng của mình. Chính vì vậy mà trong những buổi hội thảo như thế này chúng ta có thể chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm làm đẹp, làm sao để cho vóc dáng ta thon thả, là một trong những cái chương trình hết sức là hữu ích. Và My cũng xin chúc cho tất cả chị em phụ nữ chúng ta sẽ ngày càng đẹp hơn, duyên dáng hơn. Và đến với Martin Lipo thì các bạn không phải lo lắng gì cả. Chúng ta sẽ có một cái thân hình rất là thon thả, gọn gàng mà chúng ta không cần phải nhờ đến những cái phẫu thuật xâm lấn.